Sữa non xương khớp Rensugol được tạo thành nhờ ứng dụng công nghệ Phytosome, công nghệ y khoa hàng đầu của Mỹ, giúp các hoạt chất quý có trong phức hợp sữa non và sụn vi cá mập Na Uy hoạt động tối đa, tác động đến trúng đích các tế bào bị thoái hóa, đồng thời giúp nuôi dưỡng tái tạo các tế bào cơ xương khớp mới. Hiện nay trong một số các cái bệnh viện hỗ trợ cho bệnh nhân bằng sản phẩm sữa Rensugol để được đưa một cái sản phẩm tại một cái cơ sở bệnh viện lớn thì đã có các cái cơ quan chức năng người ta kiểm định chất lượng về mặt thủ tục pháp lý, kể cả về các cái nghiên cứu đánh giá về hiệu quả của các cái sản phẩm này, và chúng ta có thể yên tâm trong cái việc sử dụng. Ngoài ra, các thành phần dưỡng chất quý khác như collagen type 2, MSM, gần 20 loại vitamin tổng hợp cùng hàm lượng glucosamine dồi dào. Sữa non xương khớp Rensugol có tác dụng kháng viêm, giảm đau, cứng khớp, giúp người dùng duy trì sự linh hoạt, khỏe mạnh, dẻo dai. Hiện sản phẩm được sử dụng để hỗ trợ bệnh nhân tại nhiều bệnh viện lớn trên toàn quốc. Thường thì cái bệnh xương khớp thì cơ bản là vấn đề do thoái hóa. Vì vậy mà muốn dứt điểm thì phải tập trung vào yếu tố nuôi dưỡng và phục hồi xương. Tuy nhiên, người mắc bệnh xương khớp mỗi khi lên cơn đau khủng khiếp thì thường họ chỉ nghĩ đến việc là uống thuốc giảm đau rồi mới đi tìm hiểu các phương pháp để điều trị. Song có rất nhiều người than phiền với tôi khi đi mua thuốc là thử hết các cái thứ, nào là châm cứu, nào là vật lý trị liệu, nào là thuốc tây, thậm chí có người đã làm phẫu thuật nhưng vẫn không khỏi hoàn toàn, thì đó là do mọi người chưa có giải quyết được vấn đề căn nguyên của bệnh. Sản phẩm sữa non xương khớp Rensugol chính là một sản phẩm mà giúp cho người sử dụng nó hàng ngày bổ sung các dưỡng chất thiết yếu cho hệ xương khớp, từ đó khắc phục những hậu quả của bệnh xương khớp mang lại để xương phục hồi này, đồng thời nuôi dưỡng hệ xương khớp chắc khỏe hơn. Thì đây là sản phẩm mà tôi vừa nhắc ở trên, được gọi là liệu pháp dinh dưỡng chuyên sâu sữa non xương khớp Rensugol. Thì hiểu đơn giản, đây là một sản phẩm sữa non chuyên biệt cho những ai đang gặp vấn đề về xương khớp. Đây là sản phẩm đầu tiên ứng dụng thành công công nghệ Phytosome vào chiết xuất phức hợp sữa non và tế bào sụn vi cá mập, giúp tăng sinh khả năng hiệu quả phức hợp quý lên gấp nhiều lần, tác động đến trúng đích các khu vực xương khớp bị thoái hóa để tiến hành quá trình tái tạo và nuôi dưỡng chuyên sâu. Liệu pháp dinh dưỡng từ sữa non là một liệu pháp vừa đảm bảo tính an toàn cho người sử dụng, cũng là liệu pháp giúp người dùng hấp thụ tối đa chất dưỡng chất cần thiết cho xương, đồng thời bổ sung các chất dinh dưỡng, vitamin thiết yếu khác cho cơ thể, giúp cho người bệnh phục hồi cả về xương khớp lẫn thể lực. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.